Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc sách cho người khiếm thị, được thực hiện bởi Phương Thơm Voice Channel. Bài 47, Unit 47, Checks and Credits. 1. Từ vựng, ngữ vựng, Vocabulary. 1.1. Từ vựng. Toronto, danh từ, thủ đô của Canada. Customer, danh từ, khách hàng. Cashier, danh từ, nhân viên thu ngân. Cheque, danh từ, ngân phiếu. Credit, danh từ, tính phiếu. Fives, danh từ, khi có S, có nghĩa là những đồng tiền mệnh giá 5 đồng. Pound, danh từ, bảng Anh, đơn vị tiền tệ của Anh. Francs, danh từ, đồng francs, đơn vị tiền tệ cũ của Pháp. Identification, danh từ, chứng minh thư, giấy tờ tùy thân. Cash, động từ, đổi thành tiền mặt. Sign, động từ, ký tên. Check, động từ, kiểm tra, kiểm chứng. Expect, động từ, trông đợi, mong chờ. Current, tính từ, hiện hành, đang lưu hành. 1.2. Ngữ vựng. Shop assistant, danh từ, nhân viên bán hàng. Bank teller, danh từ, nhân viên thu ngân ngân hàng. Rate of exchange, hay exchange rate, danh từ, tỷ giá hối đoái. Currency exchange, danh từ, điểm thu đổi ngoại tệ. Notice board, danh từ, bảng ghi chú, bảng thông báo, bảng niêm yết. Traveler's checks, danh từ, một loại ngân phiếu du lịch. Driving lessons, danh từ, giấy phép lái ô tô. Post office, danh từ, bưu điện. Post office official, danh từ, viên chức bưu điện. By post, trạng từ, bằng đường bưu điện, thư tín, bưu phẩm. By cable, trạng từ, bằng điện thoại, đường dây trực tuyến, hữu tuyến. By telex, trạng từ, bằng điện tính. 2. Văn phạm. Grammar. Trong bài 39, chúng ta đã làm quen với một số câu diễn đạt yêu cầu mang tính lịch sự tại nơi công cộng. Một lần nữa trong bài này, chúng ta khảo sát lại và thực hành những cấu trúc câu ấy trong lĩnh vực chuyển ngân, ngoại tệ. 3. Trích đoạn minh họa. Illustrative extracts. 3.1. Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn đối thoại sau đây tại một ngân hàng giữa A và B. A. Next, please. B. I'd like to cash this check, please. A. Yes, madam. £30. Oh, you haven't signed it yet, madam. B. Haven't I? Oh, I'm terribly sorry. Here you are. A. Thank you. How could you like the money? B. 4 fives and 10 ones, please. 3.2. Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn đối thoại sau đây tại một điểm thu đổi ngoại tệ giữa C và D. C. I'd like to change these francs, please. D. Yes, sir. How many francs have you got? C. 200. What is the rate of exchange, please? D. The current rates are on the notice board, sir. 3.3. Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn đối thoại sau tại một siêu thị giữa A, một khách du lịch, và F, một nhân viên bán hàng. A. I'd like to buy this, but I haven't got enough cash with me. Do you take traveler's checks? F. Certainly, sir. A. Good. How much is that? F. It's £30. A. What's the exchange rate? F. I'm not sure, sir. I will go and check. 3.4. Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn đối thoại sau đây tại một bưu điện giữa G, khách hàng, và H, nhân viên bưu điện. G. Good morning. Can I help you? H. Yes.
My name's Davis. I'm expecting some money from my bank in Toronto. Go by bus, cable, or telex, sir? Hack by telex. Girl, let me see. Yes, Davies. £200 from the Royal Bank of Canada, Toronto. Have you got any identification, sir? Hack. Well, I haven't got my passport, but I've got my driving lesson. Will that be all right? Girl. Yes, sir. That will be all right. 4. Bài tập thực hành. Exercises. 4.1. Căn cứ vào 3.1, bạn hãy lặp lại và tự trả lời những câu hỏi sau. 1. Where are A and B? 2. What is A's job? 3. Who is B? 4. What does B want to do? 5. How much is B's shake? 6. According to A, what hasn't B done? 7. How could B like the money? 4.2. Dựa vào 3.2, bạn hãy dịch đoạn tóm tắt sau ra tiếng Anh rồi thuật lại cho mọi người cùng nghe. C là một khách du lịch người Pháp. Anh ta đang đi du lịch ở London. Anh ta đang đứng tại một điểm thu đổi ngoại tệ bởi vì anh ta muốn đổi một ít tiền francs. Theo anh ta muốn đổi 200 francs, nhưng anh ta không biết về tỷ giá hối đoái hiện hành. Người thu ngân yêu cầu anh ta xem tỷ giá hối đoái trên bảng niêm yết. 4.3. Dựa vào 3.3, bạn hãy dịch đoạn tóm tắt sau ra tiếng Anh, rồi thuật lại cho mọi người cùng nghe. Cũng là một khách du lịch, và anh ta cũng đang có kỳ nghỉ tại London. Anh ta đang đứng trong một siêu thị. Anh ta đang trò chuyện với người nhân viên bán hàng. Anh ta đang cầm trong tay một chiếc áo sơ mi, shirt. Và theo anh ta muốn mua món hàng đó, nhưng anh ta không mang đủ tiền mặt. Anh ta muốn trả bằng ngân phiếu du lịch. Người bán hàng đồng ý và theo bà, chiếc áo sơ mi ấy trị giá 30 bảng Anh. Ông muốn biết về tỷ giá hối đoái hiện hành, nhưng người nhân viên bán hàng cũng không biết chắc. Bà ta muốn đi kiểm tra lại. 4.4. Dựa vào 3.4, bạn hãy lặp lại và tự trả lời những câu hỏi sau. 1. What is H's name? 2. Where is he standing now? 3. Where is he from? 4. According to him, what is he expecting from Canada? 5. According to H, how is his money coming? 6. According to the post office official, how much is H's money? 7. Which bank is H's money from? 8. What does the official want to see? 9. According to age, what hasn't he got? 10. What has he got for identification? 11. According to the official, will that be all right?